Xin chào, chị Nhím Xù đã quay trở lại với hộp màu Doraemon. Mở ra. Hôm nay mình sẽ tô con chim Toucan. Đây này. Đặc điểm của con chim Toucan là nó có cái mỏ rất là dài. Thấy chưa, các em có nhìn thấy rõ không à? Hình như nó hơi nghiêng nghiêng đúng không? Thấy rồi. Chị sẽ hướng dẫn cho các em tô con chim Toucan nhé. Đầu tiên mình sẽ tô con mắt của nó trước. Hai cái tai thì mình sẽ dùng màu đen. Màu đen này. Đen này. Rồi. Tiếp theo mình sẽ tô cái mỏ màu đỏ. Áo màu đỏ luôn.